thì cái chuyện mà công việc làm chưa giải quyết hay, dường như là nó có cái bàn tay của bề trên nó sắp đặt hỗ trợ cho mình vậy. Hỗ trợ cho anh được may mắn suôn sẻ hay là nó hỗ trợ cho anh được nhiều thử thách? Cả hai, nhưng mà phần lớn là cho nó được suôn sẻ. Khi nào mình có khó khăn mà mình hướng thượng thì dường như là nhiều vấn đề nó được giải quyết một cách ngoạn mục. Ví dụ thí dụ một chuyện nè, anh là người được thầy cho phép mở cái chat room fan club đặt tên là Đồng Tu Chân Hành, nhưng mà số giờ mà anh vô anh tham dự đó thì gần như là rất là ít. Mấy Kim không có phải là người trách nhiệm, nhưng mà tự nào mấy Kim cũng có giờ để mà Kim mở cái room cho bạn đạo nào rảnh thì vô sinh hoạt đó. Thì anh thấy đó một ví dụ cụ thể là anh nói mấy Kim với anh hai người là bận rộn cũng ngang ngang, mà thật ra anh chỉ có dành thì giờ cho room thanh thoát, nhưng dành thì giờ thứ bảy chủ nhật là hoàn toàn cho tâm linh, và mỗi buổi tối là cũng dành thì đi về là nghe băng niệm Phật thầy, và tối là cũng phải thiền cũng giờ ba tiếng. Thì anh nói tương đương thì anh có làm giống vậy không hay nhiều hơn vậy? Nói chung là mình cũng phải thán phục Mỹ Kim trên phương diện Mỹ Kim biết sắp đặt thời gian tốt. Còn về vấn đề thời gian thì cái đó là cái điểm yếu của mình. Thường mình làm việc theo cái ý thích và theo sự đam mê nhiều hơn. Thành ra có khi thời gian nó đam mê chuyện đó thì dành nhiều chuyện đó, thời gian sau thì lại qua cái chuyện khác. Thì cái khai phá ra để mở đường mình có thể học tập nhau từ xa, rồi trên mạng, rồi cao thấp. Là vì mình có kỹ thuật nhìn thấy những cái hướng đó thú vị, nhưng mà lên trên đó thì phải có một nhóm bạn đạo cùng sinh hoạt với nhau thì mình phấn khởi. Nhưng mà sau khi mình khởi xướng cái đó xong rồi, cũng xin lỗi Mỹ Kim, cái nhiều khi phải chuyển qua Mỹ Kim bận rộn nhiều, nhưng mình cũng nhân đây là cũng muốn nhắc nhở cho bạn đạo là mình có cái chương trình cao thoát đó, mỗi tối chủ nhật giờ của tối Mỹ hoặc là tối thứ bảy giờ bên Bắc Mỹ và sáng chủ nhật giờ Việt Nam. Thì cái đó là cái phương tiện rất hay để sinh hoạt với nhau, nhưng mà tiếc là nhiều bạn đạo chưa có để ý đến, và cái công cụ cao thoát có nhiều khi cũng tương đối giới hạn về kỹ thuật, thành ra do đó chưa có được sự vừa cần computer mà được dược thêm bị virus như thôi mình gắn vào cái trong tương lai có lẽ là hy vọng là sẽ nhiều bạn đạo tham dự. Mình kia sẽ chuyển qua đề tài khác. Là Kim thấy anh là một trường hợp rất là đặc biệt ở chỗ là anh vẫn độc thân. Nhiều bạn đạo độc thân thì cứ tưởng tượng cũng có vợ, tại vì nghiệp duyên hay là muốn truyền pháp cho thêm gia đình mình được thêm. Thì nó 1/10 đó mà. Thì nên nếu mà có vợ, có hai con nó truyền được 3 người rồi. Còn anh độc thân ngoài anh truyền được nhiều người không? Vậy lý do gì mà anh về Việt Nam là bao nhiêu cô chạy theo mà anh vẫn giữ được lập trường độc thân trong tu hành? Thì cái câu hỏi này là cái vấn đề mình nghĩ cá nhân mình cũng là tâm tư suy nghĩ nhiều, và nhiều bạn đạo khác cũng vậy. Có khi suy nghĩ tự nhiên nó đến, nó bắt phải suy nghĩ, có nhiều khi tự mình suy nghĩ. Nhưng mà đây là cái lĩnh vực mà một số bạn đạo cũng quan tâm về mình. Như bác Phú ở Washington DC nói anh Sơn phải lập gia đình để gầy giống tốt. Anh cứ lời anh than phiền càm ràm với thầy hoài. Khoan, ở Phú nào? Là bác Phú chết rồi phải không? Mất rồi. Bác Phú là luật sư đó. Cái lúc mà bác Phú 70 ngoài tuổi là lúc đó mình mới vào thiền. Bây giờ thì nếu bác còn sống chắc cũng cả 100 tuổi rồi. Thì ở Bắc Cali phải không? Không, bác ở cái vùng DC đó, Washington DC đó. Hơi chuyện rất là dễ thương, mà tuy nhiên thì nói thì nói như vậy chứ dĩ nhiên là cái thử thách nó có hoài, nhưng mà có điều dường như mình lướt qua được, cho tới giờ này cũng vẫn lướt qua được, mà không biết là những cái thời gian về sau như thế nào. Thì dường như nó cũng có bề trên dẫn dắt, rồi mình học cái nào cũng học nửa bài, rồi thấy nửa bài, thí dụ khi mà nửa bài rồi biết cô tới thì nó đi chơi chung với đậm rồi kê bạch ti rồi kê sau đó thì stop phải không? Nghĩa là nói chung là cái vô vi của mình là cái hướng nó hòa đồng, là hướng rất là thoáng. Chính vì trong cái thoáng đó, cái nhiều khi mình ý y và mình coi thường những cái thử thách trong ngoài đời. Nhiều khi mình cứ nghĩ là vô vi là không có giới lực không gì hết, diễn làm sao trong tâm đạo thôi. Có khi những cái nơi có nhạc lên mình vẫn niệm Phật được, hay có nơi có khi khiêu vũ nhẹ nhàng mình vẫn niệm Phật được. Nhưng mà nói vậy đó, nhưng mà đi đêm có ngày nhập cặp ma, như mấy Kim biết đó. Những cái nơi chơi giao có ngày đứt tay đó, chơi giao có ngày đứt tay. Thì có nhiều khi có những cái câu chuyện nó xảy ra, nhưng mà
cũng may mắn là cho tới giờ này thì có những cái thử thách nó có khi cũng nặng cân nhưng mà cũng dường như lướt qua được. Tức là anh chưa đứt ta cũng chưa gặp ma đúng không? Đứt thì đứt một phần nhưng mà chưa có đến nỗi mà chưa mất mạng. Xin hỏi anh Quang chút xíu nữa là quý vị thấy hình như mấy bữa nay là anh ăn chay phải không? À, không, phần lớn là mình ăn chay đó, chỉ lâu lâu mà những cái buổi họp mà không tránh được thì ăn ra một chút đồ hải sản thôi. Dạ. À, những cá này nhà thôi chứ cũng cực tuyệt đối tránh thịt thăng. Dạ. Thưa quý Kim, xin trả lời vấn đề kỷ niệm với thầy. Ừ. Anh là người được đi chung với thầy, anh lái xe cho thầy, thầy tới nhà ở cái chỗ thiền đường Kim Cô Cơ Anh. Anh là người giống như là được cái ân huệ được gặp thầy, sinh hoạt chung với thầy thường xuyên, anh có thể kể được vài cái kỷ niệm nào mà bằng tương đối nó ngắn gọn mà nó lại sâu sắc nhất không và vui nhất? Thì đúng là ở bên cạnh thầy nhiều lắm, mà cũng những cái cơ duyên, kể cả cái căn hộ bên Atlantic City, thầy cũng căn hộ bên đó, mà thầy bị khuyến khích thành ra mình có căn hộ, mỗi lần đi ra thầy cứ đi ngang đó thầy chiếu cái kính vô. Có phải là cái thiền đường Hạnh Đức? Thiền đường thầy gọi là Hạnh Nguyện. Hạnh Nguyện. À, Hạnh Nguyện. Mình nói là anh, chị của anh mà phải không? Không, thiền đường đó mình đứng ra mình cũng có mượn một số tiền từ người chị để đầu tư vào đó. Mình nói đầu tư sẽ có lời, nhưng mà lúc tụi thầy vừa bán ra thì lỗ một chút. Nhưng mà tùy theo thời điểm, nếu mà bán trễ một chút nữa thì sẽ lời nhiều. Nhưng mà cái đó là cái chi tiết nhỏ, nó quan trọng. Nhưng mà xuyên qua đó thì mình cũng học nhiều thứ. Cái mà mình nhớ về nhiều cái giai thoại của thầy lắm, nhưng mà để từ từ rồi thì mình sẽ có dịp mình ghi chú lại rồi đóng góp chung, mình nhớ một hai chuyện là chẳng hạn như là, tức là từ từ anh sẽ làm thành nguyên cuốn sách, anh sẽ kể thứ tự lần lượt theo thứ tự thời gian gì đó đó. Mà anh có tính làm thiệt không hay là anh chỉ tính được cái sở đó không làm gì hả? Không, cái rảnh rảnh, nhưng mà sự khuyến khích của bên kia mình nghĩ là cũng có thể đi ra một vài cái nét chánh đó. Rồi từ đó thì sẽ khi mà có thời giờ hơn thì mình sẽ viết nó tình tiết, nó chi tiết cho nó bài bản hơn. Dĩ nhiên là cái thời gian với thầy nghĩa là có thể là cả ngàn lần, cả vạn lần, nhiều cái tâm tình. Cuốn dày như vậy mới đủ phải không? Hoặc là chuyện một ngàn lẻ một. Nhưng mà có khi cái tùy theo cái tâm thức của mình cũng muốn viết hay không thôi. Có nhiều khi kể cả cái tiểu sử của mình mà ghi ra nhiều chuyện, mình nghĩ có những cái mẫu chuyện cũng hay. Như để mình nói lại là thiền chừng khoảng đâu 3 năm gì đó, cái là mình thấy nhiều cái ấn chứng hay quá thì hỏi thầy, thưa thầy, con chừng nào con tu thành đạo thôi. Cái lúc đó mình cũng bị tưởng là dễ ăn ngon lành, tưởng là móc túi cái là có được một sàn liền. Rồi thầy nói là năm tới thôi. Cái trời năm tới mình thấy là cũng có một chút tiến bộ mà tâm thức nó gột rửa một chút, nhưng mà cũng chưa có gì nhiều. Rồi thầy nói năm nay con thành đạo mà sao con chưa thấy gì thầy. Thầy nói năm tới nữa con, ráng lên năm tới. Cái năm tới mình chưa thấy gì nhiều, mình hỏi thầy, thầy tủm tỉm cười lắm. Mai ăn khỏi trả tiền, dạ. Anh bị bắt đẩy thầy rồi. Mai ăn cơm không trả tiền. Mình ra sao đó thì mình không dám hỏi thầy nữa. Thì cái đó là một trong nhiều cái kinh nghiệm mà, kinh nghiệm với thầy vui lắm. Có những cái mẫu chuyện vui mà thầy bình dân, có lúc mà nằm trong cùng chung phòng mà thấy thầy ngồi thiền. Không biết bạn đạo có giờ thấy thầy ngồi thiền chưa? Thầy luôn luôn dạy đạo mọi người, nhưng mà ít bây giờ thấy ngồi thiền. Cái buổi đây mà thầy ngồi lên cũng soi hồn và đàng hoàng giống như mình trong cùng chung phòng, mình vui lắm. Thầy cũng có lúc là thấy ngồi xuông theo cái giường đó, thành ra không biết là phải lúc nào. Rồi có lúc đi coi cine với thầy nữa, có giờ ai đi thấy đi coi cine với thầy mà vô trong đó mình tưởng là thầy vô thầy coi cine, mà đúng ra tại vì cô bé cũng thích đi coi cine theo rủ, thành ra mình cũng sẵn đó cái thầy kéo vô đi coi cine luôn. Mà vô cô bé đang coi rồi quay qua thầy vô thì nắm mắt liên duyên thì thiền hay là thầy làm việc ở cõi khác, thì thầy không có vô để coi. Thành ra do đó mình vô mới đầu cũng định coi, liếc qua cái thấy thầy cũng đang liên duyên rồi thầy, nghĩa là tiêu diêu trên tiên cảnh trên đó, thành ra mình cũng nhắm mắt theo. Lúc đó rốt cuộc coi ra cô bé hỏi cái phim hay rồi cũng tủm tỉm cười. Rồi hỏi anh Sơn có thấy cái đoạn nào hay không, mình cũng chán vậy. Lúc đó đi theo thầy mình nó nhiều cái đoạn vậy. Vậy thì anh có thể kể, anh nhớ anh cũng đi casino với thầy hay là anh đi một mình, thì theo kinh nghiệm của anh tới bây giờ anh còn đi không? Bây giờ thì coi như không có còn đi nữa. Lâu lắm thì một chút vui nhẹ nhàng thôi. Chứ còn những cái kỷ niệm thầy bên casino thì cũng rất là vui. Có những cái lúc mà thầy chẳng hạn như là thầy chơi cực kỳ nhẹ,
chơi chừng vài đô la, cái lúc thầy chơi lớn hơn, cái lúc thầy chơi chừng nhà, cái mình cứ nghĩ là chắc thầy muốn dạy đạo mình, để cái cách chơi đừng có bạo dạn. Thì sau đó thì cái thời gặp thì thầy, lúc đó thầy ngân khoản thầy hết, thầy có một chút thầy chơi một chút, thì nhiều cái hướng dạy đạo cũng vui lắm, mà cái hướng của thầy đó là cái môi trường nào có học đạo được, cái dạy của thầy thầy rất là biến chuyển ha, chứ không phải casino là cái chỗ đó là nó hư hỏng hết. Đúng là hư hỏng, bạn đạo thì khuyên đừng có nên vào, nhưng mà em vào với cái tâm học đạo thì nó giá trị. Cũng có đâu, thầy kêu mấy chị đi vô casino, thầy kêu mấy chị đi vô disco, đừng nói mà không nên vào. Mấy chị cũng chưa làm, chưa đi, tưởng chung không có thấy hấp dẫn gì hết đó. Mấy chị nghĩ là chắc là hết giờ rồi hả, còn 3 phút hả. Anh có thể đi coi cái chuyện gì mà mình biết, nhớ có lần Nhân Nhân kể là anh lái xe cho thầy, rồi cái anh nhắm mắt anh niệm Phật anh ngủ phải không? Rồi cái thầy cũng ngủ phải không? Nếu nhìn cái chuyện trong phim đó, ai cũng ngủ hết, rồi cái xe chạy một mình phải không? Mình rất cho đó là cái đây mình còn nhớ là đi cái vùng Kilona đó, anh đi mình nói ở chỗ đó là cái vô vi len tuyệt vời, tại thanh khí linh khí cực kỳ đậm. Thì từ Vancouver tới đó là cũng 5-6 tiếng lái xe, 400-500 cây số vậy đó. Thì trên đường đi lúc đó mọi người đều nhắm mắt hết, rồi thầy trụ điểm đó thì mình cũng liên diêm niệm Phật theo. Rồi trong lúc mình liên diêm trụ niệm Phật, cái ông thầy bên này ông thấy mình cũng nhắm mắt, ông cứ sợ, thành ra ông lòm tay qua ông lái, ông phụ mình một tay, ông lái xe thì mình, thành ra cái mình đang lái xe ông sợ, ông đang liên diêm niệm Phật, ông thấy mình cũng niệm Phật đó, nhắm mắt ông, và ông lái xe thì mình. Thì đó là những cái một số cái kỷ niệm. Mấy chị nhớ nghe kể là lần đó ai cũng nhắm mắt hết, cái lúc đó thầy bảo là biểu stop, cái ai mà ngừng thì chiếc xe nó vừa đang sắp sửa xuống phố. Không có chuyện đó hả? Vậy nên tức là anh thấy là anh phải viết chuyện chứ không từ từ tam sao thất mẫu hết đúng không? Anh viết cuốn sách bây giờ anh này giờ hưu rồi nè, anh nên bảo lọt về thanh điển nè, bây giờ anh nhớ tới thầy nè, anh viết về cái anh biết kiếm sẽ đọc cái sơ như thấy cái nào anh quên nhưng nhắc. Đúng rồi, như Nguyễn Kim nói đó, mình vẫn còn một cái khúc đuôi đó, cái sự bận rộn nó còn. Thành ra do đó khi mà về thì có trường đại học nó mời làm hiệu phó, làm cái viện trưởng, viện công nghệ cao, và sau đó đổi lại thành viện công nghệ sáng tạo. Thì vì cái hướng thiền của mình, mục đích về hưu để thiền, chứ không phải về hưu để mà bận rộn thêm. Thành ra do đó tuy là nhận lời, nhưng mà nhận lời trong cái tâm tư mình muốn tạo tìm cơ hội để giới thiệu pháp thiền cho mọi người. Nhưng mà sau đó rồi thấy trường thì họ muốn mình đóng góp nhiều hơn, thành ra mình cũng tìm cách mình lách, mình né. Thì sau này cái trách nhiệm nó giảm đi nhiều, phần lớn trách nhiệm chỉ là tư vấn thôi. Thành ra cũng không có gì nhiều, mà thậm chí tư vấn nhiều khi mình cũng không có muốn phải bận rộn nhiều để tư vấn những cái việc mà nó không có thoải mái cho mình. Thì hiện bây giờ cũng đang trong cái chuyển tiếp để coi mình sắp tới chọn cái hướng nào, chắc có lẽ là dành nhiều thì hy vọng sẽ dành được nhiều thời gian cho thiền và trên bảo lộc. Với Kim nhớ anh cũng là cố vấn của thiền viện hội tụ tâm linh cùng tiến tới Juniker Mohan. Cái tư vấn của anh với trường đại học đó, cái cố vấn ở thiền viện hai cái nó có cùng thứ không? Dĩ nhiên là khác hoàn toàn. Một cái tư vấn trên vấn đề về hướng tâm linh thì nó thoải mái, và nó thiệt ra tư vấn hầu như đâu có chuyện gì làm, lâu lâu Mỹ Kim nhắc tới mình mới nhớ thôi, nhắc lệ phí mình mới nhớ lệ phí, hay là có khi nào có những cái luật lệ về cần ý kiến bỏ phiếu, bầu nhiệm vụ mới. Và ngoài ra thì mình, nhưng mà được một cái là cái nó giữ cái mối quan hệ đó, và thấy Mỹ Kim cũng tích cực lo cho thiền viện, thì mình thấy đó là một sự đóng góp rất là tốt cho cơ đạo, thì lòng mình cũng vui khi nghĩ tới đó. Còn mà tư vấn cho hay là làm phó hiệu trưởng cho trường đại học nó nghiêng về đời, thành ra có lúc thì mình cũng giới thiệu đưa cái cạc ra, có lúc thì mình cũng không phiền để mà giới thiệu cho mọi người về hướng đó nữa.